Cách đây một tháng trước khi đến phòng khám, da mình bị nhiều mụn ẩn, mụn viêm và nổi nhiều vết thâm trên mặt. Da có nhiều dầu ở vùng chữ T. Phương pháp mình sử dụng là đắp mặt nạ mua ở hiệu mỹ phẩm. Lúc đầu thì có cảm thấy mát, sau 2 tuần thì da bí và khô hơn. Thuốc thì thuốc bôi ở mua ở hiệu thuốc Tây. Sử dụng lúc đầu có đỡ, sau 1 tuần da nổi thêm nhiều mụn. Mình được một người bạn giới thiệu cho điều trị ở đấy đỡ. Mình có lên Facebook tìm hiểu thêm thì thấy nhiều người điều trị cũng đỡ đi rất nhiều. Và mình đã đến phòng khám để điều trị. Sau 2 buổi điều trị thì mình đã thấy da mình cải thiện hơn rất nhiều, đỡ lên mụn hơn. Và ở đây các bác sĩ điều trị lấy mụn bằng tia laser, không để lại thâm. Lời khuyên dành cho các bạn chỉ mụn trứng cái như của em là các bạn không nên tự ý điều trị tại nhà, nên đến các bác sĩ da liễu để thăm khám để được đưa ra phác đồ điều trị tốt nhất.